Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV đã tổ chức lễ công bố 7 chương trình đào tạo mới, đồng thời chính thức thông tin về quỹ học bổng BUV năm 2025 với trị giá 150 tỷ đồng, tăng gần 75% so với cùng kỳ, nhằm mang đến cơ hội học tập tại môi trường đào tạo quốc tế cho các bạn trẻ xuất sắc trên cả nước, bất kể nền tảng gia đình và xã hội. Nổi bật trong đó, học bổng trái tim sư tử đặc biệt dành cho những học sinh có bất lợi về thể chất sức khỏe hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, biết nuôi dưỡng ý chí kiên cường, trái tim dũng cảm, vượt qua rào cản cá nhân, phấn đấu đạt được thành tích xuất sắc và truyền cảm hứng tích cực đến những người xung quanh. Bên cạnh đó, học bổng Đại sứ Vương quốc Anh dành cho các học sinh có thành tích học tập, kinh nghiệm tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng và tiềm năng trở thành lãnh đạo tương lai xuất sắc. Specifically, the program titles indicate the main fields in which the areas that they address. When you look at the curriculum, it goes in a much more micro level. You begin to see it covers across many different things underneath those. So, for instance, management and digital innovation is really about management and how to use digital technologies in order to enhance the management processes, whether they be financial, whether they be operational, and so forth. So each of these programs have been specifically chosen because of data research that we've been conducting, that has indicated they're in demand, and we also know that their skills are in demand for those in the Vietnamese economy. Cũng tại chương trình, 7 chương trình đào tạo mới được cấp bằng trực tiếp từ các đối tác đại học uy tín tại Anh trong các khối ngành quản trị và kinh doanh, khoa học máy tính và công nghệ, truyền thông và sáng tạo, du lịch và khách sạn đã được công bố. Đây là hoạt động tiền đề cho chiến lược phát triển mới của BUV, xoay trục trọng tâm để đưa BUV tiến nhanh hơn. The UK-Vietnam Education Partnership is the thing that really drives the relationship between our two countries. BUV is absolutely at the heart of this. The UK is the country that has the most transnational education programs here in Vietnam, and the BUV contribution to that, of course, speaks for itself. What I've seen in my 4 years here in Vietnam is BUV has just gone from strength to strength. It has introduced more courses. Obviously, the facilities have been expanded, the number of students have increased, and the range of the courses has also increased. And the courses that are taught here and also through other transnational programs in Vietnam are all designed to give young Vietnamese students the skills that they're going to need as we move to the middle of the 21st century. Các chương trình đào tạo mới sẽ kế thừa và phát huy các lợi thế sẵn có của BUV trong đào tạo học thuật, cơ sở vật chất đạt chuẩn QS 5 sao, giáo trình và chất lượng giảng dạy đạt chứng nhận kiểm định toàn diện QAA. Đồng thời, 100% đội ngũ giảng viên tại BUV đạt các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giúp sinh viên áp dụng kiến thức hiệu quả. Sinh viên cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ của BUV trong mạng lưới đối tác hơn 400 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lớn. Thưa quý vị, diễn ra trong 3 ngày cuối tuần, lễ hội Bia Đức Oktoberfest 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút hàng trăm lượt du khách khắp nơi cùng tham gia và hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng náo nhiệt. Sự kiện tiếp tục được đánh giá là điểm hẹn giao lưu văn hóa, hợp tác làm ăn giữa người dân hai đất nước Việt Nam, Đức. Với âm nhạc sôi động, cách bài trí mang đậm nét đặc trưng văn hóa của vùng Bavaria, nước Đức, hàng năm du khách cùng hòa mình vào không khí lễ hội. Tại đây, khách tham dự được thưởng thức các loại bia Đức và trải nghiệm nền ẩm thực truyền thống đậm đà của nước Đức. Chính thức trở lại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm nay sau thành công vang dội của lễ hội năm ngoái, thu hút hơn 10.500 khách tham dự và phục vụ 20.000 lít bia, GBA Oktoberfest đã khẳng định vị thế là lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á. Hơn 30 năm tổ chức tại Việt Nam, lễ hội đã mang trải nghiệm văn hóa và truyền thống Đức đến gần hơn với người Việt Nam, đồng thời là cầu nối đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa Đức và Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để giao lưu giữa hai nền văn hóa. Chúng tôi mang đến nền văn hóa Đức với sự đồng hành và hỗ trợ của những người Việt tại đây.
GPA Oktoberfest là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu nền văn hóa Đức với thức ăn, âm nhạc sôi động đến người Việt Nam mỗi năm một lần. Thật vui khi chúng tôi có thể đem đến không khí lễ hội tuyệt vời ở đây. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 tại khách sạn Nico Sài Gòn. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, năm nay lễ hội sẽ tiếp tục được tổ chức tại thủ đô Hà Nội và thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 10 tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10, theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Trung Quốc cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Lý Cường duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón và chứng kiến diễu binh chào mừng đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng di chuyển tới trụ sở chính phủ tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Trung Quốc và tiến vào phòng hội đàm. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trên cương vị mới và là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Trung Quốc tới Việt Nam sau 11 năm. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt với quan hệ song phương khi hai nước hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và ngay sau các chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai bên. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường có ý nghĩa quan trọng tiếp tục đưa quan hệ hai đảng, hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, toàn diện, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Thưa quý vị, những doanh nhân trong ngành giáo dục chính là những người kiến tạo nên giá trị bền vững, đem lại tri thức, nâng cao giá trị nguồn nhân lực, góp phần sự thay đổi tích cực cho xã hội. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chúng tôi kính mời quý vị đến với câu chuyện đầy cảm hứng của một nữ doanh nhân ngành giáo dục, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Xuân, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Haru, người đã dành hơn 20 năm trở thành công hàng trăm chuyến đảo tri thức, tạo cơ hội cho nhiều học viên Việt Nam có cơ hội được đặt chân đến đất nước Nhật Bản. Có duyên với ngôn ngữ Nhật Bản ngay từ khi còn là một cô nữ sinh tuổi đôi mươi, mang theo khát vọng phát triển nền giáo dục cùng vốn ngoại ngữ và hiểu biết sâu sắc về văn hóa của đất nước mặt trời mọc. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Xuân đã quyết định thành lập nên Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Haru. Hơn 20 năm trong nghề, cô Xuân tự hào khi bản thân đã giúp cho nhiều cuộc đời được thay đổi, nhiều ngôi nhà khang trang được dựng lên nhờ vào việc du học và làm việc tại nước ngoài. Đối với Haru, chúng tôi không đơn thuần chỉ dạy ngoại ngữ, mà chúng tôi thông qua ngoại ngữ để hướng dẫn cho học sinh của chúng tôi biết cách sử dụng ngoại ngữ để làm công cụ tìm hiểu văn hóa, kinh tế, chính trị, cách làm việc của họ, sự tiến bộ của các nước phát triển. Từ đó học hỏi được những cái điều hay, lẽ phải, học hỏi được những cái tinh hoa của đất nước phát triển. Từng là một trong số những học trò thuộc thế hệ đầu tiên của Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Xuân. Sau một thời gian học tập và làm việc tại Nhật Bản, anh Lưu Hữu Phúc đang tiếp bước theo con đường của người lái đò năm xưa đã đưa anh đến ngày hôm nay với một đơn vị đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước Nhật Bản. Sau mười mấy năm đấy thì là khi mà tôi gặp lại cô Xuân ấy thì cảm nhận được cái sự chân thành, cái nhiệt huyết của cô dành cho các cái thế hệ mà học trò sau này, vẫn những cái định hướng cho chúng tôi như ngày xưa, thì đến bây giờ cô vẫn có được cái sự nhiệt tình đấy, nhiệt huyết đấy đối với cái nghề chồng người của mình, thì đấy là cái điều mà tôi cảm thấy nó cũng may mắn khi có được một cái người cô như thế. Cũng giống như anh Phúc, anh Nguyễn Đức Quảng cũng là học viên của Haru, từng được cô Xuân một tay dìu dắt, định hướng tương lai. Không chỉ giúp hiện thực hóa giấc mơ đi Nhật còn dang dở, cô Xuân đã đồng hành, thắp lửa bằng sự tận tâm trên suốt chặng đường lao động nơi đất nước mặt trời mọc, rồi trở về nước đến ngày hôm nay. Ngày trước cũng đi học, rồi cũng có cơ duyên thì có duyên phận gặp được cho cô Xuân.
là giám đốc công ty Haru. Khi mà lúc tôi khó khăn thì tôi có nhờ cậy đến cô và mọi người trong công ty giúp đỡ tôi về kinh tế, rồi công việc, học hành, và cũng được cô Xuân chỉ bảo, tận tình giúp đỡ, đưa ra cho tôi những cái hướng đi ở bên Nhật cũng như về đến Việt Nam. Đến ngày hôm nay thì tôi cũng thấy là tôi cũng thành đạt hơn. Có lẽ hạnh phúc nhất của những người lái đò âm thầm và tận tụy như cô Xuân chính là sự nghiệp thành công của học trò. Và niềm hạnh phúc đó càng lớn lao hơn khi người học trò lại bước tiếp con đường của cô đã đi qua. Thấm thoát 20 năm với vai trò định hướng và chắp cánh cho hàng trăm học viên đã trôi qua, mái tóc cô giờ cũng đã điểm bạc. Nhưng nụ cười hồn hậu, cái tâm của người làm giáo dục vẫn cháy bỏng trong trái tim của cô giáo Xuân. Với cô, dù là trong vai trò doanh nhân, người hướng nghiệp hay chuyên gia tư vấn du học, thì tâm của cô vẫn đặt ở niềm tin và khát vọng thắp sáng tương lai cho lớp lớp thế hệ học trò. Tết Dương lịch 2025 rơi vào thứ Tư, nên công chức, viên chức, người lao động được nghỉ một ngày, hưởng nguyên lương theo quy định tại Bộ Luật Lao động. Theo quy định tại Điều 107 của Bộ Luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động đi làm thêm giờ vào ngày Tết Dương lịch, nhưng phải đáp ứng yêu cầu được sự đồng ý của người lao động và bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Khi người lao động đi làm thêm ngày Tết Dương lịch sẽ được tính lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội. Như vậy, từ ngày 1 tháng 11 năm 2024, giá vé xe buýt sẽ tăng so với giá hiện hành. Giá xe buýt Hà Nội lượt cự ly dưới 15 km tăng từ 7.000 đồng lên 8.000 đồng. Từ 15 km đến dưới 25 km tăng từ 7.000 đồng lên 10.000 đồng. Từ 25 km đến dưới 30 km tăng từ 8.000 đồng lên 12.000 đồng. Từ 30 km đến dưới 40 km tăng từ 9.000 đồng lên 15.000 đồng. Và từ 40 km trở lên tăng từ 9.000 đồng lên 20.000 đồng. Vé tháng sẽ có mức tăng trung bình lên tới 40%. Học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp đi một tuyến là 70.000 đồng, hiện là 55.000 đồng. Liên tuyến 140.000 đồng, hiện là 100.000 đồng. Vé mua theo hình thức tập thể không ưu tiên đi một tuyến 100.000 đồng, hiện là 70.000 đồng. Liên tuyến 200.000 đồng, hiện là 140.000 đồng. Hà Nội vẫn sẽ miễn tiền xe buýt cho người có công, cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Thưa quý vị, vào chiều ngày 12 tháng 10, nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cho biết, tàu CSB 9033 thuộc Hải đoàn 32 vừa phối hợp cứu nạn thành công 3 người dân bị nạn trên biển. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 10 phút sáng cùng ngày, Hải đoàn 32 nhận được thông tin phát hiện thấy một xuồng câu không có số hiệu của tỉnh Khánh Hòa đang hoạt động tại vị trí cách Bắc Tây Bắc cảng số 3 của Hải đoàn khoảng 1,2 hải lý thì bị chìm. Ngay lập tức, đơn vị này đã chỉ đạo tàu Cảnh sát Biển 9033 nhanh chóng rời cảng biển tiến hành nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Sau khi tiếp cận vị trí xuồng bị nạn, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 9033 đã cùng với ghe cá của người dân đang hoạt động gần đó, cứu thành công 3 người bị nạn đều là người địa phương.